chúng ta cùng đến với bài Tân Cổ Cung Đàn Mới, tác giả Ngô Hồng Khanh. Và với bài Tân Cổ này, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với hai nghệ sĩ trẻ được yêu mến, nghệ sĩ Triệu Ái Vi và quán quân theo dấu thần tượng, nghệ sĩ được yêu mến Phan Nhật Khánh. Xin mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn chào đón hai nghệ sĩ Phan Nhật Khánh và Triệu Ái Vi. Dạ vâng ạ, và lời nói đầu tiên cho phép Phan Nhật Khánh xin gửi đến quý Phật tử có mặt trong buổi lễ dĩa bạc ngày hôm nay một lời chúc sức khỏe, lời chào thân thương và trân trọng nhất ạ. Nhạc đàn chân dồi theo ta đó mà bồng người đi dời dời nhỏ ngập mưa đầu mùa về tươi mát rừng xanh. Em lấy lá che gió chiều khói tàn cớ vẫn về nhà chẳng buồn chừng người đến chấm đàn em cho nô đùa tấm áo trong mưa đôi má tròn đỏ. Kìa, em có nghe thấy gì không? Thấy gì vậy? Em nghe anh nói đây nè. Tây Nguyên ơi, trải qua bao mùa đánh mỹ bảo đàn mưa bom dần chúng tôi dạt vào và tình cô bé của em như lá rừng xanh xanh thắm mồ màu tâm sự ngàn xưa chưa chơi chưa càng sao rừng dần thì thầm qua mấy rừng hồ. Hiểu lắm em ơi, từng giọt mồ hôi cho mỗi chuyến hàng em bước nhé. Dạ con cảm ơn ạ. Nè, em có nghe thấy gì không? Nghe bằng Cảnh và Triệu Ái Vi xin chân thành cảm ơn những tràng vỗ tay của quý vị. Và trước khi ra về, chúc cho quý vị được nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài và luôn luôn tràn đầy hạnh phúc ạ. Một lần nữa xin được cảm ơn phần biểu diễn vừa rồi của nghệ sĩ Phan Nhật Khánh và nghệ sĩ Triệu Ái Vi.